Duyên
hồng trần kiếp này, hẹn thề nguyện bên nhau dấu trăm ngàn bể dấu. Kia những cánh bướm xinh xinh đầu trên những đóa hoa thơm đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có ngàn ngàn mây theo gió bốn phương trời đổ đây, mặc hồ nước long lanh chẳng soi bóng in hình đôi. Chồng đời anh hứa sẽ không hay.
Sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng,
Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì gần ngày chi một hai ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó. Trai tài gái sắc đôi mình là nhất, lạc trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì gần ngày chi một hai ba vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ giàu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về Vinh. Anh hứa yêu em mãi chung tình, mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em dìu đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Sắp sân không khí tăng hôn linh đình, ai cũng xì xăm đôi mình nhìn tụi nó tinh bới bên. Nhậu sáng đêm rượu năm lít bia năm chục lon, đóng phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thành xuôi, thêm thằng cu hay cô công chúa lấy kèn vui. Lo măng ăn không là tiêu, anh em chi cốt đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu. Hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai bưng mâm, coi bói ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về khách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ yêu đâu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi ăn lòng bạc hàng đầu. Em ơi em đừng lo, kề bên em luôn luôn có anh. Thề một câu khi yêu sau này làm giàu, kéo theo đàn trai bưng mâm, coi bói ngày ngày hài
rộn ràng, nhà ai à rộn ràng. Mâm trầu mâm bánh, kết duyên là duyên vợ chồng, ý à là duyên vợ chồng. Từng bừng vào cưới kết hoa. Các hoạt động có thể sẽ tham dự nhà cửa nhà. Nhà cửa thứ hai có sự đề nghị của anh Vũ Hùng và xin được kính chào đến cùng quý thân tộc mọi người ấy. Trong phép mọi người cây sẽ được thực hiện để chán cơ liệt để báo nghỉ của lễ Vũ Hùng Thầy và để trình quà cùng với phần sứ lễ của Vũ Thầy hội nhà cây Hạ Văn Sạc để thực hiện nghi lễ đón dâu cho chú rể và quân đẹp tiên của cô dâu Vũ Thầy. Anh chị của nhà cây bước vào đây chặt cơ liệt giá trẻ phía trước thư gia mọi người gái xin được báo nghỉ. Nhà cây Hạ Văn Sạc thì gồm có là 12 mâm, trong đó có một mâm lễ, một mâm lọc, còn lại là 10 mâm quà, có đầy đủ quyền cầu trà và bánh trái trước lễ dân lên quý gia tiên, sau cùng để đại nhân họ có thể sử dụng lấy thảo trong buổi hôm nay. Các sự đại diện mà đại ca kính trình đến cùng quý thân thật họ đã thấy và đại sứ đại hôm nay các bạn đó sẽ được trân trọng kính mời cùng và sự thay lòng mà chúng tôi bên chú dê hiền thấy mà xứng đôi, đẹp trai ăn nói lại hay, em đây xin giữ lấy ngay miếng trầu. Hôm nay em khoác áo hồng, đàn trai đàn gái. Thì họ nhà trai kính chân đến cùng quý thân tộc và nhà gái và các phần nữ trang. Và hôm nay họ nhà trai đã mang sang cũng như bố mẹ chồng đã mang sang cho cô dâu. Về phần nữ trang còn có là một đôi bông tay, một chiếc kiềng, hai tấm lắc và một dây chuyền cùng với một cặp nhẫn cưới, đó là toàn bộ phần nữ trang mà hôm nay bố mẹ chồng đã mang sang để trao cho cô dâu. Xin được trân trọng kính mời ông bà xin thảo trực chiếu phần nữ trang đến trước mặt. Duyên là duyên vợ chồng, ý ya là duyên vợ chồng. Để là tiền chờ là 40 triệu, và phần cho cô dâu là 10 triệu đi để chúng tôi mua sắm. Với đó thì cũng như trong khoảng thời gian trước thì anh chú hôn cũng như nữ chú hôn cũng đã thống nhất để cho cô dâu trước. Quán bà quán bá quán viên. Trên cổ xin ra các bạn cảm ơn đến chị Bạc Giang, nhà sư đại đường đại diện hướng dẫn chương trình kỷ lệ cho Lưu Biên Hương thì cháu được trân trọng kính mời ngoài. Đại kính thưa các bạn đầu tiên, kính thưa các chị đại diện hay họ tập kinh mến. Ông bà xưa thì có câu, có thiên, có thời, có phúc sẽ có lành. Gia đình đã đến cho các cháu có xin được tâm trọng tuyên bố ví do của buổi lễ hôm nay. Để kính thưa chính quyền sở tại, kính thưa hai họ cùng các vị quý bậc các trung mến, để có một ngày vui và hạnh phúc trọng đại như hôm nay thì chú rể văn huynh cô dâu quyền chân của nó là địa phương và quận năm xin được trân trọng kính mời những vị khách quen chúng ta cùng du lịch ở trên để các những nét gương lên tầm thời gia tiên. Em khoác áo hồng, đàn trai đàn gái chung vui chúc mừng, chúc phúc đến cho vợ chồng, chúc phúc đến cho vợ chồng, chúc phúc đến cho vợ chồng. Đám cưới, đám cưới em là cô dâu, đám cưới chú rể là ai, và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly, cầu chúc trên con đường đi, ngập tràn tình yêu mình chia sát bao vui buồn, ta bên nhau tới đầu bạc răng long, ngày cưới hạnh phúc. Chúc phúc lòng anh bao bất ngờ.
giờ. Nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chủ sẽ là ai? Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Mãi mãi mới là đôi nhẫn nhịn kia sẽ không bao giờ phai nhạt. Và xin mời đôi chúng ta hãy nắm tay xây mặt chồng trong một thời gian tiên để làm đẹp trong một thời gian tiên. Trong giờ phút thiên liên trọng đời đôi nhẫn nhịn kia và cái chiếc tứ lệ cúi đầu tạ lễ cùng gia tiên. Đôi nhẫn chuẩn bị nhất lễ cúi đầu, nhị lễ cúi đầu, tam lễ cúi đầu và tứ lễ cúi đầu. Đương nhiên đã thành kính làm lễ cho quý đạo xong, xin mời hai em hãy nắm tay xin ra phía trước và tập hai họ. Xin một buổi lễ cứ đọc về vị trí các cô lê đẹp nhỏ cho hai và để hai cho lần cảm ơn. Đương nhiên ơn thân mến nhất lễ cuối đồng, nhị lễ cuối đồng. Cháu xin hai họ hãy dành một tràng pháo tay đồng nhiệt để chúc mừng cho đương nhiên trong lòng hạnh phúc. Cháu xin chân thành cảm ơn. Em biết không
Trân trọng kính mời ông ngoại và bà ngoại. Rồi ông ngoại, ngoại cùng ly cái hài ú hả? Từ từ đứng xong. Đúng rồi, ok. Giữ bà nhé, giữ bà nhé. Đúng rồi, uống nhau rồi tùy sao mà. Nên thế này trong nghiệp chắc là cảm ơn nha. Bà ngoại cái một kiểu cả hai chú tuổi chúc mừng các cháu cho là bạn kết. Chúc mẹ xỉu ăn. Ông ngoại cười luôn ngoại. Cười luôn nè bà ngoại, nhìn đây bà ngoại ơi. Rồi ok ạ. À. Rồi ông chú bà Thiếp cùng ly hài ú hả? Có cho chú Thiếp nhìn lên nè. Vô cái nè. Đây kính mời ông chú và bà chị cố càng hai chân đồ chúc mừng cho cháu trong đời vui. Ok ạ. À. Kính mời ông chú bà chị. Lên xin cô sáu vô. Rồi cùng đây luôn cô. Cô cả hai bên này nè cô ba. Cô ba cầm tay bên này nè. Cô cốt cũng lớn. Rồi rồi cùng vô ạ. Cô giao cái nhìn lên đây, nhìn lên đây. Ok. Rồi vô. Kính mời hát luôn. Thank you. Hai cô đồng hai này, hai đứa này. Yêu ba, kinh trang này. Cô sáu với mẹ. Đây đây nha. Ok ạ. Rồi ok. Rồi cùng ly cái hệ uống hả? Đúng rồi, ok cô dâu chú rể ơi, cô dâu chú rể ơi. Vô hết chứ đâu để được. Đó, chú rể là công chế ba chú rể. Ok. Rồi cậu hai với cậu ba đâu rồi? Để hai cậu. Rồi cùng ly cái hai cậu cùng ly cái hệ uống hả? Ok. Rồi uống đi. Uống đi. Đây này nó làm đó. Cái này đây. Cầm tay bên này là gì gì gì. Đúng rồi, chị cầm tay bên này luôn. Rồi cộng vô đi. Đây chúng mày hay gì? Cảm thấy dùng một chiếc bình này hai cháu cho hai điều hai điều bằng cái này. Ngủ lại, ngủ lại. Rồi ok ạ. Hai ạ, hãy giúp cô sáu cho em chụp hình. Rồi nhận rượu giùm con ạ. Rồi cùng ly cái hai gì? Đúng rồi. Đúng rồi, ok. Nó xếp lại đó. Cái đến tới số 12 mặt cậu cái. Và bên đây thì hai ly nữa. Xin mời thân lễ cha mẹ. Xa cả núi mẹ là sao? Rồi ok mời đi ạ. Nếu con hiếu thảo thì nhớ con sao? Rồi cha mẹ cùng ly cái ạ. Rồi nhìn máy luôn ạ, nhìn máy luôn ạ. Đúng rồi. Ok. Các bạn đề trọng ngày hôm nay, thế con xin kính cái ly của mình với Hiếu để cho đồng Hiếu Hậu. Rồi anh chị đứng dậy. Rồi cười luôn anh. Vui lên anh. Cười luôn nha. Rồi nhìn đây ạ. Ok. Ơn cha lành thì câu như hướng thái nghĩa. Rồi nhìn máy luôn ạ. Cùng lại cái mẹ, cùng lại cái mẹ. Tớ mẹ đứng đâu mẹ. Rồi ok. Ơn người xin ta. Đây là hai chị đồng Hiếu xin lên cho đồng Hiếu Hậu. Cô chúc kính cha, cô chúc kính mẹ. Cô dâu chân lên cho cha chồng. Chú đệ chân lên cho bố mẹ. Em xui cho ông tới cùng ly cái. Mời nghe. Cười luôn hả bà xui. Một, hai, ba, xin mời tham gia cảm chung. Và tiếp theo là xin mời tham gia. Rồi hai mày cùng ly cái hả? Xui trai ngồi thẳng thẳng xíu, xui gái ngồi thẳng thẳng xíu hả? Rồi nhìn lên luôn hay bà xui ơi. Rồi ok ạ. Hai, ba, xin mời. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc cho tham gia chúng ta đầy đầu và được quý vị. Xin thành cảm ơn nha, quý vị rất là nhiều. Cầm tay ân cần trao nhẫn cô dâu thật xinh, ngựa ô rất dâu sẵn sàng thêm lên kiệu vàng theo chàng về dinh. Thank you.
cũng hòa mình. Quen nhau đã bao lâu rồi tình ta càng thêm thiết tha mặn nồng. Có anh có em chung lòng, cùng xây đắp hạnh phúc ngày mai, duyên đường dài. Nếu thương thật lòng thì đâu ngại chi xứ xa. Em thưa mẹ cha, em theo anh về cho mình được nên duyên thành đôi. Chàng trai nhìn quê đôi mương cắm câu, đông xa còn sâu ngại chi dài dâu. Còn em hiền ngoan nơi chốn xa hoa, kiều anh tay tính thiệt tha. Đám cưới miền Tây nơi thành đô theo anh về đây, cho duyên tình quê thêm đậm sâu trầu cao thắm tươi. Giấc giả qua rồi mình đám cưới anh ơi, giang nhạc bập bùng rộn ràng mừng cô dâu mới. Ngày khi dài dầu còn em hiền ngoan nơi chốn xa hoa, chịu anh cái tính thiệt tha. Đám cưới miền Tây nơi thành đô theo anh về đây, cho duyên tình quê thêm đậm sâu trầu cao thắm tươi. Giấc giả qua rồi mình đám cưới anh ơi, giang nhạc bập bùng rộn ràng mừng cô dâu mới. Mình thương thật lòng tình duyên mặn nồng, cất dây tơ hồng cho hai đứa nay thành bông. Chờ người mai mối để sớm tôi có em chung phòng, để anh thôi tương tư trong lòng, còn tìm dần lối cho ta cùng nhau về xây giấc mộng. Qua nhà em quanh tay cúi đầu xin phép tia má, cho anh từ đây được làm con ở trong nhà. Thấy ghê hồng người sống chờ ngày mình lên xe bông. Em ơi từ nay là em phải kêu anh bằng chồng. Giờ lần ba chút xong xuôi đàn trai đi qua rước dâu đông vui, sẽ hơi kết qua màu trong lòng anh thêm nôn nao. Quang viên hai hò rộn ra hò reo, lứa đôi tình thêm mong mà hai nhà thông gia cười ha ha. Bông. Chờ người mai mối đây sớm tôi có em chung phòng, để anh thôi tương tư trong lòng, còn tìm dần lối cho ta cùng nhau về xây giấc mộng. Qua nhà em quanh tay cúi đầu xin phép tia má, cho anh từ đây được làm con ở trong nhà. Thấy ghê hồng người sống chờ ngày mình lên xe bông. Em ơi từ nay là em phải kêu anh bằng chồng. Giờ anh đã chúc xong xuôi đàn trai đi qua rước dâu đông vui, sẽ hơi kết qua màu trong lòng anh thêm nôn nao. Quan viên hai hò rộn ra hò reo, lứa đôi tình thêm mặn mà hai nhà thông gia cười ha ha. Lâu 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 thì ta mới nhậu một lần, vui lên đi cùng nhau say hết đêm ngày. Qua ngày mai mình cùng xe đắp tương lai, cầm bàn tay hứa yêu em mai sau này. Giờ lành đã chúc xong xuôi đàn trai đi qua rước dâu đông vui, sẽ kết qua màu trong lòng anh thêm nôn nao. Quan viên hai hò rộn ra hò reo, lứa đôi tình
vậy mà sao chưa thấy đâu bao mùa trăng không thấy cao trầu. Em mong chờ câu anh hứa mai này qua đón em mừng dâu. Rồi từng đêm lén nhìn nhau trong vài câu hỏi hàng âm đồng. Chẳng cần nhung gấm giàu sang thiếu gì đâu nơi anh tấm lòng. Đồng bằng sông nước mình ai đâu có thua xa gì phố đô thành. Coi mà như có thương thì anh phải lo tính sao cho đành. Anh ơi nắng mưa dài dầu về nhà xin má đất con dâu. Em thương với ân mình anh thôi cho đến khi ta bạc mái đầu. Mong sao tăng thân sẽ trao về người trân quý trái tim em son vàng. Nắm lấy nếu tay dắt em dù qua mấy sông hay đèo núi cao. Anh ơi nắng mưa dài dầu về nhà xin má đất con dâu. Em thương với ân mình anh thôi cho đến khi ta bạc mái đầu. Mong sao tăng thân sẽ trao về người trân quý trái tim em son vàng. Nắm lấy nếu tay dắt em dù qua mấy sông hay đèo núi cao. Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xin như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đến ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thật. Đến chẳng chương trình ghi lại tại thời gian họ nhà trai lần hai. Trước khi đi vào và chương trình ghi lại tới cáo sư được đến đánh khắp và cao đi và cùng các vị đại diện thay họ. Lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành. Cho đây chào, chân chào nhất. Đại biến thưa đơn với tất cả thay họ cùng thầy. Bây giờ chương trình ghi lại sẽ được thông qua chương trình lễ và có những phần chiến như sau. Và phần thứ nhất là phần tuyên bố lý do. Phần thứ hai là Điện Hương và Điện Đăng. Phần thứ ba là Điện Hương sẽ làm lễ gia kiên. Và phần thứ tư
là tôi đi gương mặt đấy ông bà họ sẽ đều thân thảo cũng như hai họ lắm. Và phần thứ năm là sâm hồn và chương trình hạ quà nhập lấy lời cảm ơn. Đó là toàn bộ nội dung chương trình của đại hội đảng quốc gia hôm nay. Em tiếp thứ hát một cao viên của các vị đại diện hay họ cùng đấy. Theo lý lực của mọi người, em rất nhịp dở cái những hành động. Đó là quy định chung mà người ai cũng phải bước đến. Để có một ngày vui và hạnh phúc tập tại ngày nay, chúc đại quân 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 dân trường trăng có thời gian quen biết để yêu thương. Các em quyết định nắm tay để bước được một ngày hạnh phúc trăng lập để trọn vẹn. Được sự nhất vì người tôi, được sự hợp biệt và nhất tín của hai bên gia đình. Đó là chương trình của ông bà là ông Hoàng Vũ Sư và bà Phạm Thị Tâm, người Phạm Đồ Xe, Phạm Hương của Thế Đức Tịch Cà Mau. Cùng với gia đình của ông bà là ông Nguyễn Gia Nghĩa và bà Lê Thị Tâm, rồi Áp Thăng, Thị Trấn Càn Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, đã được chọn ngày thánh tốt hôm nay là ngày 14 tháng 6, 2024, và ngày 19 tháng 5, năm Nhâm Thìn. Và để do dịp tàu khác tâm là hạnh phúc cho chương trình, cảm ơn những nam đại viên cùng và cô dâu cùng trên hiện nữ và sự hiện diện mai họ cùng con khách từ xa và lúc họ trở về đây ta thiêu một năm trăm và đây cũng là lý do của buổi lễ hôm nay. Lý do của chương trình nghi thức ta xin được buổi lễ như là lời vị trí đó là được rồi. Còn do dị mạo dâu thì trang la hoàn chỉnh sắc son kiện toàn. Rồi hai ông sát hai sát luôn, sát đều luôn. Do phần ngày lễ vui đã xong, tiếp theo là lễ thượng sơn đăng. Để xin được trân trọng kính mời những người tham gia. Có cái giấy chặt rồi đèn đó, lấy giấy lên. Lên để phẫu ơi. Bằng né rồi. Kê đi. Năm chú ơi, nhìn đây nè. Rồi, hai chú quay vô. Quay vô, quay vô, quay vô. Quay vô, quay vô, quay vô. Sáng nhẹ. Rồi, lên, 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 lên. Thôi, mình cùng lên luôn. Rồi, quay vô. Quay gần một mấy chút. Thật thật. Ồ, cái này. Giờ không? Trời, hai con ông chú người tư đây nè. Bây giờ cái thời gian chúng ta trở lại vị trí của mình có hai điều quan trọng như thế này là trước tiên chúng ta sẽ nhận thấy được ánh sáng để cho tổ tiên chúng ta soi lối cho chúng ta đi thì chúng ta được bỏ những câu chuyện cũ và cũng như những việc làm được mà chúng ta làm đặc biệt một phần đó sẽ đăng ký còn lại sau này đưa quý thể xứng sanh được quý tử thì đem vào phòng để thắp lên cho các em bé rất dễ ngủ và đặc biệt là thông minh. Cháu được biết từ ông bà xưa nên là hôm nay tôi xin chia sẻ lại cuộc đời hai họ cho con lễ thử sắp đăng của ra xong. Đừng đi ngạc rồi đi qua luôn, đi luôn, đúng rồi. Mạnh mẽ lên, thì xin mời đơn vị đơn hải nắm tay khi mà cây thì có tổ có tổ như cây có tổ như sân có nguồn cây có gốc có tổ là cành sân thang nước có nguồn để tạo sân sâu trong giờ phút thiên nhiên trọng đại như đơn hải ca nghe để cứu chiếc và người con cố tướng này đọc đi đầu cứ đơn hải chuẩn bị nhất lễ bái gia tiên nhị lễ bái tổ tiên tam bái hòa hội tứ bái hòa hoàng tôi yêu là thành kính là đại diện là xong chứ còn nghe tấm tay thì sẽ đẹp nhất bằng tổng thái nói thì đại diện hay họ thiên thế và có lẽ là mọi người hôm nay thì rất là tuổi già cùng với tôi yêu xinh đẹp rất là đẹp tuổi già trên tổ tập của Á Đông Cộng Cảnh tiếp tục chương trình cũng như sự hiện diện cao cả của hai họ hôm nay tôi cũng sẽ có hai lời cuối đầu tất cả hai cơ đồ đó rồi tôi đi lên thành kính cuối đầu một hai cuối đầu nhìn lại đi hai em cuối đầu. Hãy giúp tôi để tôi đưa viên ngơ cho xin lên họ. Hãy giúp tôi vào một trang của tay lâu nhiệt ạ. Đó xin lỗi thầy, cảm ơn. Để đến khi nhận một chất lượng tiếp theo. Đây cái hai ống cậu ơi. 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 Cậu ơ
vô là hiện lên thêm rồi con Nam ơi nhìn ngựa rồi rồi cộng lấy cái con Nam Diệu Nam cô dâu cô dâu cô dâu cô dâu ơi cô dâu ơi cô dâu ơi cô dâu ơi cộng lấy cái con coi gì tao ơi cô dâu khỏe ơi lại vô cái rồi một cho con cả nha. Rồi đúng rồi. Ok. Rồi mà hai đứa bạn cũng cảm nhận được cái phần thật đó. Cứ mà ra cái này nhiều thế chứ cái phần này. Đây cái phần cứ mời nhà hai bạn. Rồi, nhận rượu đi, cậu ơi. Rồi, cậu lấy cái hệ ống nha. Dạ ơi, đắm đắm hả vậy? Đắm đắm. Ủa, đi lên đi. Bỏ ống nữa nè. Nếu thế thì tôi kể cho mọi người đứng lại với mọi người. Bây giờ chút là tốt đẹp. Thì tôi kể đến đây. Mà tiếp tục cho mọi người này. Cậu mọi người chỉ khỏe thôi là chị Ngày em xây nửa rồi, một vòng nè. Một vòng ai? Chị xuống chưa đó?
rồi. Không được. Giang Sư không nhắc cái gì nãy người ta nhắc rồi, sao mày nó quên nhắc nữa rồi đó. Anh nằm mơ trông thấy em váy hoa thật xinh, anh đứng bên cạnh em nhạc sập sinh đám cưới đôi mình lên đêm thiệt cay tình là giật cái mình nhanh chân anh chạy sang nhà em xin thưa hai bác con muốn đón em về làm dâu mà con hồn thu dìa tia má cho anh rước em về rồi hai bên phong già chẳng cần cao xa chỉ cần đôi ta hết lòng chăm lo mong rồi ăn yêu em không lăng nhăng em ơi anh nói nghe nè anh thương em dữ dằn thay bối phá ngay liền nào cùng vui lên đây, hâm say lên tình yêu.
vời. Oh, khúc ca đồng say tuyệt vời. Dừng ý nào! Bây giờ lại xin cảm ơn
đó cái bài mà ủa mà đám cưới cô ta có mời mình không nhỉ? Có cô có mời, mời cũng tới dự trước là sao quay chắc trước cái là có câu gì thời gian ôi xong về có ba nhạc ca rước nhau về nhà bà con lối xóm nè bà con lối xóm rước nhau thật không để nhìn mặt của nhau khi đôi viên hương xin đôi vừa đưa nét son môi cười bà bơ cô cha như mặt tóc tóc cười em lắm em ơi hay mai sang nhà mang theo mâm bánh mâm trà khoanh tay gật đầu thưa má ba từ đây đẹp tình thôn gia nếu mà mình thương nhau thật lòng người ơi mâm trầu buồn cao sẽ dây tơ hồng thành đôi cho dù ngày sau đời còn nhiều đôi thay lòng này nguyện không nói hai lời một mình em thôi anh thương là thương em nhất nha thương rồi là không tách xa luôn cho che cho em dù mai này con nhiều đôi khai lòng này nguyện không nói hai lời một mình
bao năm bên nhau, không mong cao sang, chỉ mong ngày kết duyên cao trọng. Mong cho mai sau ta luôn bên nhau, nghĩa vợ chồng sắc son bền lâu. Từng ngày em ngóng trông, trông ngóng đến ngày em về làm dâu má anh. Đừng buồn, đừng giàu, đừng lo, có em đây mà em hiền. Ba em không có, anh có chi lo. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Ba em quay anh rồi, em không lấy anh em làm sao. Anh là trai đi đường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao muộn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe đây, em thương anh lắm lo mình ơi. Cưới hồng chốt nha, yêu đương cho lắm rồi cũng chia tay à. Gặp đã là duyên, thôi mình sẽ cái phận, bên nhau tuổi trẻ đến già không hối hận. Anh yêu em ba chưa dễ ẹt, ai nói mà không được như anh nè. Lấy anh không chào cao anh đưa tới dạm hỏi em về rồi chọn ngày lành. Xe hoa váy cưới dọn dẹp cửa nhà đón mừng cô dâu mới, nào là rượu hồng, này là nhẫn cưới, gói gọn tình mình chân thành tuổi đôi mươi. Cầm tấm thiệp hồng xe duyên kết lối, tên chúng mình có cả ngày thành đôi. Tổng cưới hoa vàng ngập tràn cho ngày cưới, chỉ chờ anh rước nàng từ Sài Thành về nhà rồi. Rộng ràng ngày thành hôn của đôi ta, cô chú bác dì sau ngày hôm nay có thêm cháu dâu luôn nha. Chẳng chờ làm gì, chồng ơi tới luôn anh cứ chơi hết mình, xinh quá thì có em lò. Đám cưới tưng bừng ngập tràn làng trên xóm dưới vui mừng, ba má hai bên nâng ly chúc nhau vui hòa chung. Vì là vì bên anh mình băng qua cánh đồng xanh, đồng xanh giấc chứa tình em trong một đời dành cho anh mới. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Mà em quay anh rồi, em không ơi anh em làm sao. Anh là trai đi đường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe đây, em thương anh lắm lo mình ơi. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Mà em khoái anh rồi, em không lấy anh em làm sao. Anh là trai đi thường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao muộn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe đây, em thương anh lắm đó mình ơi. Trong em về qua bao mùa xuân, em ơi lấy chồng được chưa. Anh nhớ hồi đó em nhỏ con vô cùng à, mà sao giờ đây em tươi qua chừng gì ta. Em như hoa hậu, anh thưa mấy cầu để đón em đi trên lưng châu da nâu trên bờ đi. Vậy nhà mình sống đời mình sống có chi mà cười chê. Chuyện gì mà khó quá đã có anh đôi, bắt con kiến ở trên lầu cao mang dầu đưa lối. Hứa bên nhau dài lâu ta đắp xây lâu đài cao nè. Có bao nhiêu tiền nông anh mang về em hết, chỉ mong sao đời này ta sẽ mãi gần nhau. Ông bảy đi lên nhảy à, kết dòng nhạc hương quê đã bắt đi chạy lên cho nó nảy. Ai nấy cũng bảo tụi này phu thê, đứng đằng xa mà sao lòng khích gạch, chắc có lẽ là mê. Mà nếu thích anh là điều em chắc
đã tìm mình còn gì đâu mà chê. Lâu xanh chia con nước trôi mênh mang hai dòng lớp khoái. Anh thì nói tiếng chứ có gì đâu mà lo. Anh thương em mưa nắng dai dầu, mà thương em cực quá nên anh gối đầu sang thưa. Anh thưa mấy cậu đi qua cầu để đón em nè. Cây cầu nhỏ xíu lắc lư qua mấy nhịp cầu tre nơi bên dòng sông. Ôi mấy nhịp cầu tre bắt con trên lầu cao mang dầu đưa lối. Hứa bên nhau dài lâu ta đắp xây lâu đài cao nè. Có bao nhiêu tiền nông anh mang về em hết. Chỉ mong sau đời này ta sẽ mãi gần nhau. Cầu mong là một đời này ta sẽ có em bên đời anh. Trên thế gian này không còn đau buồn. Và dù giàu sang nhà lầu này hay mây lá, thế giới có đôi tay thì vẫn chỉ yêu mình em.
xin mình. Chỉ cần em mỉm cười, mọi thứ trên đời có anh lo. Anh chấp tất cả đợt nóng trên đời, cũng chẳng có ai yêu em thương em bằng anh. Dù cho ngày mai là ngày tận thế, anh vẫn chẳng để người yêu của anh phải rơi một giọt nước mắt vì lý do gì. Anh chấp tất cả đàn ông trên đời, cũng chẳng có ai yêu em thương em bằng anh. Dù cho ngày mai là ngày tận thế, trên đời cũng chẳng có ai xin cho em bằng anh đời. Chẳng để yêu của anh phải rơi một giọt nước mắt vì lý do gì. Chẳng để người yêu của anh phải rơi một giọt. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì theo sự sắp xếp của những người làm chương trình của chúng em thì cũng đã đến giờ để tụi em tiến hành chương trình nghi thức lễ sân khấu cho chú rể và cô dâu của chúng ta. Chính vì thế chương trình văn nghệ của chúng ta sẽ được tạm ngưng trong ít phút quý vị nhé. Thì sau khi chúng em tiến hành cái nghi thức lễ sân khấu xong thì chương trình văn nghệ sẽ được quay lại và tiếp tục quý vị. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị, ai ai trong cuộc đời của chúng ta thì cũng có rất là nhiều ước mơ đúng không ạ? Và bên cạnh những cái ước mơ lớn, những cái hoài bão lớn thì em tin chắc chắn rằng trong tất cả chúng ta ai ai cũng có một cái ước mơ, nó thật nhỏ nhoi thưa quý vị nhưng nó vô cùng cháy bỏng.
đó chính là ước mơ một ngày nào đó chúng ta sẽ được nắm tay và sánh bước bên người mình yêu thương, để cùng nhau chèo lái cái con thuyền tình yêu đi đến cái bến bờ hạnh phúc. Vâng, cái ước mơ đó ngày hôm nay đến với chú rể Hoàng Quân cùng với cô dâu Huyền Trân của chúng ta đã trở thành sự thật rồi quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, chú rể Hoàng Quân của chúng ta, anh ấy từ huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau đã nhận được sự xe duyên của ông Tơ Bà Nguyệt, sự soi đường dẫn lối cái sợi dây tơ hồng mà đã vượt hàng trăm cây số tìm về với huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu và đã quen biết với cô dâu Huyền Trân của chúng ta. Kính thưa quý vị, cô dâu chú rể của chúng ta, họ đã gặp nhau, họ đã quen biết nhau, họ đã cảm thấy hợp nhau và họ đã yêu nhau thắm thiết. Và ngày hôm nay thì tình yêu của đôi bạn trẻ của chúng ta càng đẹp thêm khi đã nhận được sự cho phép của hai bên gia đình, sự công nhận của chính quyền địa phương và nhất là sự chứng kiến của toàn thể quý vị quan khách. Tất cả chúng ta đã cùng nhau có mặt tại nơi đây đông vui như thế này để cùng nhau chúc mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu. Và sự có mặt của toàn thể quý vị cũng là một phần nào đó chúng ta đóng góp lên cái buổi lễ ngày hôm nay được thành công tốt đẹp như thế này. Và ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị, tất cả chúng ta cùng nhau ổn định cái vị trí của mình và tất cả chúng ta cùng nhau đưa ánh mắt của mình về để này sân khấu tình yêu và cùng dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng nhau chào đón hai nhân vật chính chúng ta ngày hôm nay. Chú rể Hoàng Quân cùng với cô dâu Huyền Trân sẽ đến sân khấu ra mắt toàn thể quý vị. Và ngay bây giờ xin một tràng pháo tay thật lớn với quý vị. Thưa quý vị, chú rể và cô dâu của chúng ta họ đang nắm tay nhau từ đường chuyển về để lại sân khấu. Những bước đi chung đầu tiên trong đời của họ đấy quý vị. Và đúng là thật hạnh phúc, năm thật mong đợi bây giờ là đây. Và ngay giờ phút này đây thì một lần nữa MC Thành Trung xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, tất cả chúng ta cùng nhau có thể đưa ánh mắt của mình về để lại sân khấu được không quý vị? Kính thưa quý vị đã được chứng kiến hình ảnh đẹp nhất của tiệc chúng ta ngày hôm nay. Chú rể Hoàng Quân tay trong tay cô dâu Huyền Trân. Và trong ngày vui, ngày hạnh phúc hôm nay thì chắc chắn rằng toàn thể quý vị chúng ta cũng sẽ đồng ý với em rằng ngày hôm nay chú rể Hoàng Quân của chúng ta anh ấy quả thật là quá đẹp trai. Anh ấy cao to, phong độ thì chẳng có ai mà đẹp bằng. Còn cô dâu Huyền Trân của chúng ta thì cô ấy lại xinh đẹp tuyệt trần, cô ấy dịu dàng dễ mến lại có thêm cái phần nớt na. Cô ấy được ví như là chị Hằng Nga, thiên bồng nguyên soái cũng phải khóc òa vì yêu. Chú rể thì trông giống Sĩ Điều, còn cô dâu thì trông giống Thúy Kiều ngày xưa. Hai người ánh mắt đông đưa, họ nhìn nhau say đắm và lại say sưa tình đồng đó quý vị. Và nghe thưa quý vị, mỗi một tình yêu vươn tới cái đỉnh cao hạnh phúc là ngày cưới hôm nay đều trải qua rất là nhiều gian xuân và sóng gió quý vị ạ. Và chú rể và cô dâu của chúng ta cũng như thế, tình yêu của họ đã vượt qua rất nhiều thử thách mới có được ngày vui trọng đại hôm nay. Và một ngày hôm nay thì cuối cùng trời đã định cho tơ hồng xe mối, trong một người thì Quân chọn chỉ mình em, đó là duyên là nọ êm đềm, tơ hồng xe khách bên thềm mùa xuân. Và hôn trường cưới thì tưng bừng rộn rã, đó chính là ngày Quân đã có Trân. Và bây giờ xin được thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin được trân trọng tuyên bố tơ hồng thấm đượm từ đây. Và để giao duyên mới xin được cho ngàn pháo tay nồng nhiệt chúc mừng đến các ba. Và xin được chân thành cảm ơn những tràng pháo tay và toàn thể quý vị đã dành cho chú rể và cô dâu của chúng ta. Và bây giờ thì để đáp lại lời quý vị quan khách, đề nghị chú rể và cô dâu chúng ta sẽ có một lễ cúi đầu chào chung toàn thể quý vị quan khách của mình. Chú rể cô dâu chúng ta cùng nhau cúi đầu. Và bây giờ xin mời chú rể và cô dâu chúng ta đối diện với nhau và cùng trao hoa cầm tay. Quay đối diện với nhau và cùng trao hoa cầm tay cho cô dâu đi ạ. Và xin mời giúp ảnh và camera chúng ta cùng nhau nhanh tay và chúng ta ghi lại những khoảnh khắc này để làm kỷ niệm quý vị nha. Vâng, và bây giờ thì xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ tiến tới cái bàn tiệc đầu tiên và ban tổ chức sắp xếp từ trước để chúng ta tiến hành cái nghi thức lễ đầu tiên của bữa tiệc ngày hôm nay, chính là cái nghi thức lễ khui rượu sa banh tình yêu. Thì xin mời cô dâu và chú rể. Cười mưa sáng thấy em cười là anh thấy yêu đời, tình ta mãi không rời, nguyện không thay đổi. Em nghe trong trái tim này lòng anh rất đông đầy, chờ em đã bao ngày
chờ cho em mãi mãi thôi. Yêu em đến suốt đời, thật đẹp biết bao phút giây bên nhau. Từ hôm nay xin bên em đến kiếp sau, yêu em suốt tháng ngày, cuộc tình chúng ta mãi luôn thăng hoa ngọt ngào. Và nhờ ánh mắt hôm nào tình yêu ấy dâng trào, dù em ở phương lòng anh luôn nhớ, đi theo em suốt cuộc đời, dẫu phong ba vẫn không rơi, cùng đi đến chân trời, bình yên dâng lối. Tình anh luôn trao cho em mãi mãi thôi, yêu em đến suốt đời, thật đẹp biết bao phút giây bên nhau. Từ hôm nay sinh bên em đến kiếp sau, yêu em suốt tháng ngày, cuộc tình chúng ta mãi luôn thăng hoa. Đêm nay ánh sáng ấm áp đưa ta bên nhau. Mai này khi đôi ta chung một nhà, ước muốn ấy chẳng đâu xa, thế giới ấy nào thứ phật được cái công ơn của mẹ thầy đúng không ạ? À? Vâng, chính vì thế ngay bây giờ cùng nắm tay nhau tiến về để đầy sân khấu tình yêu, để cùng chung vui cùng với hai con của mình, cũng như để hai con của mình dâng lên những chung rượu báo hiếu trong ngày vui trọng đại hôm nay. Xin được trân trọng kính mời hai cô chú. Giờ biết đi nắm tay nữa giờ. Dân cho mẹ, cô xin mời cô chú nhận chủ. Vâng, kính thưa quý vị, và đúng là nước biển mênh mông thì không đắp đầy tình mẹ. Sắp hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả cuộc đời cha che chở cho con đúng không quý vị? Kính thưa quý vị, và đúng là sinh ra một người con, và nhìn thấy con của mình dần dần trưởng thành trong vòng tay yêu thương của mình, thì nghĩ rằng cái niềm hạnh phúc đó nó càng nhân đôi. Đó là những bậc làm cha làm mẹ, đó là những người được đứng trên sân khấu và được nhận những chung rượu báo hiếu từ hai con của mình nhân cái ngày vui trọng đại nhất của cuộc đời. Chúng ta cùng nhau rót đầy ly của mình và chúng ta cùng nhau nâng ly cùng cốc chúc mừng hạnh phúc cho chú rể hoàng quân của cô dâu Huyền Trâm đi quý vị. Bây giờ 1, 2, 3 nâng ly quý vị ơi. Cúi đầu ạ. Tôi xin được cảm ơn cô chú rất nhiều. Bây giờ tôi xin mời cô chú, chúng ta sẽ cùng nhau bước xuống dưới và chúng ta dừng sân khấu lại cho cô dâu và chú rể tiến hành những nghi thức lễ tiếp theo. Bây giờ xin mời chú rể viên ngọc của tình yêu. Và xin mời đồng thể quý vị có thể cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để thưa quý vị. Vâng, cảm ơn quý vị. So as long as I can love you, we'll have an ideal. You look so beautiful in white. And for nothing but a last breath, it's still out your way. You look so beautiful in white. Vâng, và bây giờ thì xin mời quý vị. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta phải nói rằng là tình yêu của chú rể và cô dâu của chúng ta đã được như trăm ngàn loài hoa của mùa xuân, như cái tia nắng chói chang của mùa hạ, như cái hương thơm ngào ngạt của mùi hoa sữa trong mùa thu, và đặc biệt là những ngọn lửa hồng để sưởi ấm mùa đông. Và để giờ đây họ đã nguyện chung sức chung lòng, họ sẽ chung trăng chung chiếu, họ chung phong chung màn, và chung muôn lời thở tiếng than, và sẽ chung niềm hạnh phúc với một đàn con sinh luôn quý vị.
Vâng, kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì anh Hoàng Quân của chúng ta, anh ấy vẫn còn ngủ một mình. Nhưng tối nay thì anh sẽ có người tình nằm kế một bên. Và ngày hôm qua thì chị Huyền Trân của chúng ta, chị ấy vẫn còn ngủ với U. Nhưng tối nay thì chị đã phải xa U mất rồi. Vâng, có thật ngày hôm qua đôi bạn trẻ của chúng ta họ còn ở hai đường. Nhưng tối nay thì họ sẽ chung một giường với nhau. Và để giữ gìn hạnh phúc mai sau thì không biết tối nay chú rể và cô dâu sẽ cùng nhau làm gì quý vị. Và kính thưa quý vị có muốn biết không quý vị? Em xin phép hỏi chú rể Hoàng Quân một tí thì xin phép hỏi Quân tối nay Quân làm gì Quân? Ngủ thiệt không Quân? Và kính thưa quý vị, chú rể nói rằng là tối nay sẽ ngủ quý vị. Tuy nhiên rằng là vừa rồi em nghe chú rể thỏa thẻ bên tay của cô dâu Huyền Trân như thế này. Chú rể Quân nói rằng là Trân ơi, đêm nay tay trái Quân để ở trên đầu, còn tay phải Quân biết để ở đâu bây giờ. Kính thưa quý vị, chú rể nói như thế mà nói rằng tối nay ngủ đó quý vị. Có ngủ được không ạ? Và kính thưa quý vị và cô dâu của chúng ta cũng đã trả lời với chú rể một câu rất là dễ thương. Cô dâu nói rằng là anh Quân ơi, đêm nay tay trái anh Quân để ở trên đầu, còn tay phải anh Quân muốn để ở đâu thì tùy. Và cô dâu đừng cười cô dâu. Và kính thưa quý vị, đây là một câu chuyện vui thưa quý vị. Tuy nhiên rằng là cái chuyện để tay ở đâu đó là cái chuyện chú rể và cô dâu của chúng ta họ sẽ thể hiện tình yêu của họ trong cái căn phòng hạnh phúc của họ. Còn ngay bây giờ em muốn chú rể và cô dâu của chúng ta họ sẽ thể hiện tình yêu của họ ngay trước mặt toàn thể quý vị quan khách ngay tại sân khấu này. Quý vị có đồng ý với em không quý vị? Có đồng ý không ạ? Nếu đồng ý xin quý vị cho một tràng pháo tay để chú rể và cô dâu của chúng ta được xác lập một kỷ lục Guinness Việt Nam tại nơi đây, đó chính là kỷ lục nụ hôn dài nhất Việt Nam. Xin một tràng pháo tay đi quý vị. Xin một tràng pháo tay đi các bạn. Vỗ tay lớn lên quý vị. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ xin mời chú rể và cô dâu. Chú rể làm gì đưa với chú rể? Chính là cái nụ hôn đặc biệt, cái nụ hôn minh chứng của tình yêu chú rể và cô dâu. Chính vì thế đề nghị toàn thể quý vị, tất cả chúng ta cùng nhau đếm cùng em, cùng nhau đếm 1, 2, 3 để chú rể và cô dâu cùng nhau hôn nhau quý vị nha. Bây giờ 1, 2, 3, vỗ tay thật lớn quý vị ơi. Vâng, kính thưa quý vị, và đúng là một nụ hôn thật sâu, thật lâu, thật dài của cô dâu và chú rể đó không ạ? Và với cái nụ hôn vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình ghi thức lễ sân khấu của chú rể Hoàng Quân cùng với cô dâu Huyền Trân trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin được thay mặt cho cô dâu và chú rể chân thành cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị đã cùng nhau đến đây đông vui như thế này để cùng nhau chúc mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu của chúng ta. Và bây giờ xin mời toàn thể quý vị, tất cả chúng ta cùng nhau ở thật lâu, thật khuya để cùng nhau chúc mừng hạnh phúc và cùng nhau vui với chú rể cô dâu trong ngày hôm nay quý vị nhé. Bây giờ xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng nhau cúi đầu chào chung toàn thể quý vị quan khách của mình. Cô dâu chú rể chúng ta cùng nhau cúi đầu. Và xin mời cô dâu chú rể chúng ta sẽ cùng nhau bước xuống dưới và chúng ta đi tới từng bàn để mời chú hồng toàn thể quý vị quan khách của mình. Chân thành cảm ơn. Nếu em thiếu anh trên đời, hẳn là thương nhớ biết bao nhiêu rồi. Nếu vắng anh một ngày thì là một ngày chẳng vui. Và chất tuyệt diệu tình yêu. Yeah, 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 yeah. Woo!
kiếm đâu cô tích trên đời. Thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường, bao giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm này. Điều anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời. Ra chẳng xa xôi đâu, chỉ cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu. Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu. Yes I know, yes I know. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em